Mùa giải 2021 sắp khởi tranh, người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại của Công Phượng sau khi chàng cầu thủ này vừa ghi bàn thắng đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Công Phượng vừa chính thức làm đám cưới với cô dâu Viên Minh trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Đám cưới của Công Phượng và Viên Minh được tổ chức long trọng ở Phú Quốc và quê nhà Đô Lương. Vợ Công Phượng được biết đến là cô gái xinh đẹp, tài năng và có thành tích xuất sắc trong học tập. Viên Minh học ngành quản trị kinh doanh của Đại học Brumit, từng đi du học Bỉ và tốt nghiệp chuyên ngành loại xuất sắc. Cô luôn là người ủng hộ và sát cánh cùng Công Phượng trong suốt 6 năm qua. Công Phượng và Viên Minh đã về chung một nhà. Viên Minh sẽ chính là động lực để Công Phượng tiếp tục thi đấu thăng hoa ở mùa giải mới. Không chỉ Công Phượng mà có rất nhiều trụ cột quan trọng của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng đã có sự thăng tiến mạnh mẽ về nghề nghiệp trên sân cỏ sau khi lập gia đình. Hậu phương vững chắc và mái ấm hạnh phúc là điểm tựa để các cầu thủ này có thể tỏa sáng trên sân cỏ. Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, cũng là thời điểm Công Phượng hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh muốn giữ Công Phượng thi đấu thêm một mùa giải nữa, nhưng Bầu Đức đã đưa Công Phượng trở lại đội bóng phố núi. Khi trở về từ Bỉ, khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng đã lấy lại phong độ của chính mình và chơi thăng hoa. Mùa giải 2020, Công Phượng liên tục nổ súng với 6 bàn thắng sau 11 trận ra sân. Anh cũng là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này. Sau mùa giải thi đấu bết bát khi thiếu Công Phượng trên hàng công, Bầu Đức đã quyết định thay đổi để giúp đội bóng phố núi cạnh tranh tại V-League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak cùng sự trở về của Công Phượng, chắc chắn các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ không chỉ đá cho vui như những gì Bầu Đức đã tuyên bố. Về mái nhà xưa, bên các đồng đội Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng sẽ được tiếp sức lớn từ các đồng đội. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng sau những gì đã trải qua, Công Phượng sẽ là trụ cột vững chắc trên hàng tấn công để giúp Hoàng Anh Gia Lai có bộ mặt mới ở mùa giải tới. Rất nhiều kỳ vọng được đặt trên đôi chân của Công Phượng trước khi tiền đạo quốc dân cùng với Hoàng Anh Gia Lai bước vào mùa giải 2020. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Kiatisak tại phố núi, những quyết định đầu tư mạnh mẽ của Bầu Đức, sự trở lại của Công Phượng hứa hẹn mang tới diện mạo mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Họ sẽ không còn đá cho vui mà được đánh giá là ứng viên của chức vô địch. Và những ngôi sao như Công Phượng sẽ không còn phải lo lắng về việc dành cả thanh xuân để trụ hạng.